Mỗi độ thu về, người dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa lại bước vào chính vụ thu hoạch củ ấu, hay còn gọi là củ sừng trâu. Với nhiều bạn trẻ, nghe tên củ ấu chắc hẳn xa lạ, nhưng với thế hệ 7X, 8X trở về trước, thì củ ấu chính là món quà tuổi thơ, là thứ củ quả gắn với bao kỷ niệm. Cây ấu thường được trồng từ tháng 2 âm lịch và bắt đầu cho thu hoạch vào cuối hè đầu thu. Những năm gần đây, từ giống ấu mọc hoang trong danh thắng Kim Sơn, nhiều hộ dân ở xã Vĩnh An đã nhân rộng ra với diện tích hàng chục hecta. Và Vĩnh An là địa phương có diện tích trồng ấu lớn nhất xứ Thanh. À, tôi thì trồng ấu thì cũng được 4-5 năm rồi. Thì trồng ấu thì nó cũng đơn giản thôi, bởi vì chủ yếu là đưa con giống xuống đây là cũng không phải có phân cho gì cả. Thì coi ví dụ khi mình cứ ví dụ khi mình cứ cây ấu là mình cây ấu lên, ví dụ như cái cỏ ở dưới đây là nó già hơn, còn có cỏ trên ngọn này là nó non hơn. Ví dụ cái cỏ ở dưới đây là nó già này, còn trên ngọn này là nó non, nên là thu hoạch cũng thật là đơn giản. Đấy, ngắt cái củ ở dưới này là già. Củ ấu hay còn gọi là ấu trụi, ấu nước, kỳ thực là loài cây thủy sinh thường mọc ở vùng nước đọng, vùng nhiệt đới. Gọi là củ nhưng thực ra đây là một loài quả. Nhưng vì cây này sống dưới nước, khi quả rụng và vùi xuống bùn nên dân gian quen gọi là củ. Ấu có nhiều loại, nhưng loại phổ biến ở Vĩnh An là ấu sừng trâu nên người dân thường gọi là củ sừng trâu. Với vẻ ngoài trần trùi, đen đủi, nhưng khi bóc ra ấu có màu trắng nhị, luộc chín ăn có vị thơm, bùi và béo ngậy. Ngoài luộc ăn trực tiếp, ấu còn dùng để nấu chè, hầm xương, làm thuốc, vân vân. Hiện nay, giá củ ấu dao động từ 8 đến 9 ngàn đồng 1 kg. Những năm được mùa, mỗi hecta có thể cho thu hoạch từ 8 đến 10 tấn củ. Nghề trồng ấu đang là hướng đi mới, giúp cho nhiều hộ dân ở xã Vĩnh An có kinh tế ổn định.